Việt Nam được đánh giá là một trong những thị trường năng lượng tái tạo sôi động nhất ở Đông Nam Á nhờ tiềm năng to lớn. Đánh giá sơ bộ cho thấy tiềm năng điện gió ngoài khơi của Việt Nam là 160 GW, tốc độ gió ổn định, bờ biển tương đối nông và nhu cầu năng lượng gia tăng khiến Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn với các công ty năng lượng quốc tế. Do vậy, nhu cầu về lao động phục vụ cho ngành năng lượng tái tạo này cũng gia tăng. Theo báo cáo thường niên về năng lượng tái tạo và việc làm năm 2022, của Cơ quan Năng lượng Tái tạo Quốc tế IRENA, Việt Nam xếp thứ 5 trong số các quốc gia có lượng việc làm cao nhất trong lĩnh vực điện gió với 43.000 việc làm. Hội đồng Năng lượng Toàn cầu ước tính khoảng 2.750 việc làm lành nghề mới sẽ được tạo ra tại Việt Nam trong giai đoạn 2020-2024. Các doanh nghiệp nước ngoài đang đầu tư vào điện gió ngoài khơi tại Việt Nam cho biết họ cần hàng chục nghìn lao động cho cả mảng văn phòng và xây dựng, vận hành, bảo trì công trình ngoài khơi và phần lớn nguồn lao động này sẽ được tuyển dụng trực tiếp từ Việt Nam. Theo quy hoạch điện 8, điện gió ngoài khơi sẽ chiếm khoảng 14 đến 16% trong tổng cơ cấu điện của Việt Nam vào năm 2050. Mặc dù các dự án điện gió ngoài khơi lớn vẫn chưa được phê duyệt, việc chuẩn bị nguồn nhân lực cho lĩnh vực này là rất cần thiết, đặc biệt khi các kỹ năng phục vụ cho điện gió ngoài khơi được đánh giá là phức tạp hơn các ngành năng lượng tái tạo khác. Tuy nhiên, lực lượng lao động hiện tại chưa đáp ứng được đầy đủ các kỹ năng và cần được cải thiện hơn nữa. Điện gió ngoài khơi đòi hỏi kỹ năng đa dạng và phức tạp hơn các ngành năng lượng tái tạo khác bởi các hoạt động xây dựng, lắp đặt cũng như nền móng và hệ thống hạ tầng phức tạp hơn. Ngoài ra, lĩnh vực này cũng yêu cầu công nhân làm việc trong nhiều môi trường khắc nghiệt, từ sâu dưới đáy biển đến trên những tua bin gió cao hàng trăm mét ở ngoài khơi. Chúng tôi đang tìm kiếm các kỹ sư cơ khí, kỹ sư điện, công nhân xây dựng ngoài khơi và cả những lao động làm việc trực tiếp bên trong tua bin gió ngoài khơi để bảo trì và thay thế phụ tùng của tua bin. Những công nhân này cần có kỹ năng và chứng chỉ đảm bảo an toàn cho chính mình. Chúng tôi cũng cần nhân sự ở nhiều vị trí khác liên quan đến lập kế hoạch, quản lý ngân sách, quản lý dự án, quản lý rủi ro, quản lý chi phí, thỏa thuận thương mại và làm việc với chính phủ. Với ngành dầu khí và điện than sẵn có, lực lượng lao động Việt Nam ở các ngành này được cho là có thể chuyển giao sang điện gió ngoài khơi. Tuy nhiên, các vị trí tuyển dụng cũng không thể lấp đầy, do lao động vẫn thiếu hụt kỹ năng chuyên biệt trong lĩnh vực điện gió ngoài khơi. Lắp đặt tuabin không quá phức tạp. Nếu Việt Nam tự sản xuất động cơ cho tuabin, sẽ cần lao động có kỹ năng cao với các quy trình tự động. Vì vậy, có thể Việt Nam không cần số lượng lớn về lao động, nhưng Việt Nam cần đào tạo họ nếu muốn tự sản xuất động cơ này. Nguồn nhân lực Việt Nam chưa có nhiều kinh nghiệm liên quan đến phát triển năng lượng tái tạo hay quản lý các dự án lớn hiệu quả, dẫn tới là thiếu hụt nhân sự cho các vị trí cấp cao hay các vị trí quản lý. Vì vậy, những nhân sự có trình độ kỹ thuật chuyên sâu và quản lý cấp cao thường là các chuyên gia nước ngoài đến từ các quốc gia phát triển điện gió hoặc được tập đoàn lớn trong ngành cử sang. Theo báo cáo triển vọng năng lượng 2023 của Brunel, công ty về dịch vụ tuyển dụng và lao động tùy chỉnh toàn cầu, giáo dục và đào tạo là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng thiếu hụt kỹ năng trong điện gió ngoài khơi. Các trường đại học ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đã có những ngành đào tạo về kỹ thuật cơ khí và kỹ thuật điện. Tuy nhiên, lao động trong điện gió ngoài khơi cần có các kỹ năng khác, đặc biệt khi họ làm việc trên các tua bin rất cao. Chúng tôi gửi nhân viên của mình đến các trang trại gió khác của chúng tôi ở Đài Loan, Trung Quốc, Mỹ và châu Âu, hướng dẫn họ cách làm việc với tua bin và sau đó đưa họ trở lại Việt Nam. Ngoài việc tự đào tạo, một số doanh nghiệp điện gió nước ngoài cũng hỗ trợ và hợp tác với các cơ sở đào tạo và doanh nghiệp trong nước trong chuyển giao kiến thức, nâng cao chuyên môn về điện gió ngoài khơi và xây dựng trung tâm đào tạo để phát triển nguồn nhân lực. Bên cạnh đó, cộng đồng quốc tế cũng cam kết hỗ trợ Việt Nam nâng cao nguồn nhân lực. Trong khuôn khổ JETP, Chính phủ Vương quốc Anh đang xem xét hỗ trợ Việt Nam phát triển một trung tâm điện gió ngoài khơi vượt trội. Hỗ trợ quốc tế có thể giúp các chương trình đào tạo và kỹ năng trong nước nhằm nâng cao năng lực cho lao động trong các ngành công nghiệp mới, góp phần vào quá trình chuyển đổi năng lượng. Các doanh nghiệp điện gió kỳ vọng Chính phủ sẽ đưa ra những quyết định cụ thể để các dự án điện gió ngoài khơi được phê duyệt và sớm được đưa vào triển khai. Như vậy, sẽ có thêm nhiều nguồn vốn đầu tư cho đào tạo nhân lực.